Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu truyện ngắn làng của nhà văn Kim Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920, quê ông ở Bắc Ninh. Ông là nhà văn có sở trường viết về truyện ngắn, là người am hiểu và gắn bó với nông thôn và người nông dân. Thứ hai chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Tác phẩm có hoàn cảnh sáng tác đặc biệt. Sáng tác năm 1948, đó là thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và đây là một tác phẩm xuất sắc viết về thời kỳ này. Tác phẩm này có thể chia làm 3 phần. Từ đầu đến nhúc nhích là tâm trạng của ông Hai khi nghe tin nàng trợ dầu của mình làm việc gian. Tiếp theo cho đến phần đôi phần là tâm trạng xấu hổ, đau khổ, buồn bực của ông Hai trong những ngày sau đó. Còn lại là tâm trạng sung sướng, tự hào về việc làng quê của mình không theo giặc. Cả chuyện đã diễn tả chân thực, sinh động tình yêu làng quê của ông Hai, một người nông dân rời làng đi tản cư trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết. Nhất, chúng ta tìm hiểu về tình huống chuyện. Tình huống chuyện ở đây chính là ông Hai nghe tin làng trợ dầu của mình theo Tây. Đó là một tình huống đối nghịch với tình cảm tự hào mãnh liệt về làng chợ dầu của ông, khác với suy nghĩ về một làng quê, tinh thần cách mạng mà ông đã cho rằng trước đấy. Và chính điều này đã tạo ra một tâm lý diễn biến gay gắt trong tâm hồn nhân vật, tạo nên tính cách bản chất của nhân vật. Thứ hai, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu diễn biến tâm lý của ông Hai. Đầu tiên là diễn biến trước khi nghe tin xấu về làng. Trước khi nghe tin xấu về làng, ông là một người yêu làng tha thiết, ông nhớ làng da diết. Ông luôn luôn muốn nghe được những tin hay, những tin chiến thắng của quân ta. Đặc biệt là trong đó có những tin về làng ông, thì ruột gan ông đều múa lên vui sướng, rất vui vẻ, náo nức. Đó là biểu hiện của một tình yêu làng, yêu nước tha thiết. Cũng như hàng triệu người nông dân khác, ông Hai là một con người cần cù chất phác. Và ông sống đã qua hai chế độ. Trước kia thì ông mù chữ, sau nhờ cách mạng, ông được học bình dân học vụ, biết đánh vần. Kim Lân đã kể rất hay về tình yêu làng của ông. Ông miêu tả khung cảnh làng đẹp, không yêu sao được với hình ảnh làng phong cảnh hữu tình, nhà ngói san sát, sầm uất như ở tỉnh. Và ông còn tự hào về cái sinh phần quan tổng đốc ở làng ông, đi đâu ông cũng khoe. Rồi sau khi có kháng chiến thì ông tự hào về cái làng chợ dầu của mình. Về đó là một ngôi làng kháng chiến với tất cả niềm kiêu hãnh. Làng chợ dầu của ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng. Chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Rõ ràng dưới ngòi bút của Kim Lân, ông Hai, một người nông dân yêu làng, yêu nước, hiền lành chất phát đã hiện ra một cách vô cùng chân thực, khiến ta thấy gần gũi, bình dị, đáng yêu. Tình yêu làng, yêu quê hương là một trong những tình cảm sâu sắc nhất của người dân cày Việt Nam. Đồng thời, ông Hai còn được tái hiện trong việc quyết tâm theo kháng chiến, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kháng chiến thì khắp nơi, ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà lông là chiến sĩ. Vợ con đi tản cư, nhưng ông Hai vẫn ở lại cùng với đội du kích đào đường đắp ụ để bảo vệ cái làng chợ dầu thân thương. Tuy nhiên thì ở đây, ở diễn biến tâm lý của ông Hai được thể hiện một cách rõ rệt hơn khi ông nghe thấy tin làng của mình theo Tây. Tin đến với ông đột ngột làm ông sững sờ bàng hoàng, cổ nghẹn đắng, tê mặt. Ông cúi gằm mặt mà đi, rồi đến lúc về nhà thì ông nằm vật ra giường. Nước mắt ông cứ dàn ra. Dường như ở đây không phải là chỉ nỗi đau của riêng ông, mà là cảm xúc xúc phạm đau đớn đến cả dân tộc. Và đồng thời cũng là những sự biến chuyển của dân tộc mà ảnh hưởng đến cả tâm hồn ông. Ông cảm thấy tủi nhục vô cùng, sự tủi nhục của một con người mà như là đang bị mất đi một phần máu thịt, đang bị người ta chửi rủa. Tiếp đó thì ông sống trong những bi kịch triền miên. Có lẽ nếu ông Hai không yêu làng, không tự hào về làng đến mức tôn thờ thì ông không đau đớn đến thế. Ông đau bởi vì tình yêu làng của ông quá lớn. Và tin làng theo giặc khiến cho thần tượng cho ông bị sụp đổ. Tin ấy không chỉ chấn động thể xác mà còn xâm chiếm, ám ảnh day dứt cả tâm hồn ông.
Lúc bây giờ hàng loạt những câu hỏi, câu cảm thán diễn tả tận cùng những cung bậc của ông hai. Nó toát lên nỗi đau đớn, nhục nhã ê chề, tê tái, và trong đó có cả sự ngờ vực chưa tin. Điều này đã ám ảnh ông đến một thời gian rất dài, và sau đó thì biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông. Ông sợ hãi để là mọi người có thể biết được điều đấy. Ông sợ mụ chủ, có lúc thì ông còn nghĩ quẩn hay là quay về làng, nhưng rồi thì ông khuyên quyết. Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây thì phải thù. Kim Lân đã rất sâu sắc tinh tế khi miêu tả những biến thái vui buồn lo sợ của người nông dân về cái làng quê của mình. Họ đã yêu làng trong tình yêu nước, đặt tình yêu nước trên cả tình yêu làng. Và điều này cũng chứng tỏ Kim Lân là người rất am hiểu thế giới nội tâm, đời sống tinh thần, nhất là đời sống tinh thần của người nông dân. Ở đây chúng ta thấy cuộc đấu tranh ấy, cuộc đấu tranh trong tâm hồn của ông đã thể hiện một tình yêu nước rộng lớn, nhưng nó bao trùm lên tình cảm yêu làng. Và tình cảm yêu nước bao trùm lên tình cảm yêu làng ấy đã được thể hiện rõ qua lời tâm sự của ông với đứa con để giã bày tâm trạng của mình. Cuộc đối thoại này thật cảm động. À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Đứa bé trả lời, ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Thực ra ông hỏi con như cũng như là đang chính hỏi lòng mình. Nghe đứa con ngây thơ nói mà nước mắt ông chảy ròng ròng trên hai má. Lòng trung thành của cha con ông, của hàng triệu người nông dân Việt Nam đối với lãnh tụ là vô cùng sâu sắc, kiên định. Vẻ đẹp tâm hồn ấy của họ cũng rất đáng tự hào. Tóm lại, qua đoạn tâm sự với con, ta thấy tác giả đã vẽ lên chân dung ông hai vừa có tình yêu với làng Chợ Dầu, nhưng tình cảm thủy chung với cách mạng, với kháng chiến là một tình cảm thiêng liêng hơn rất nhiều. Tình cảm yêu làng đã gắn với tình cảm yêu nước, và tình cảm yêu nước chính là một cái nền tảng vững chắc để tình cảm yêu làng được phát triển. Câu chuyện rõ ràng là nếu dừng ở đây thì làm cho chúng ta thấy vô cùng buồn. Thế nhưng tác giả đã xây dựng một kết thúc vô cùng có hậu khi tin làng ông theo giặc được cái chính. Cái tin đồn thất thiệt, cả cái làng Dầu theo Việt Giang được cải chính, làm cho ông hai sung sướng hẳn lên. Lúc bấy giờ ông vui sướng, háo hức, mồm thì bòm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ. Ông còn mua quà cho con, và đặc biệt là ông đi khoe khắp nơi. Ông chạy sang nhà bác Thứ chỉ để khoe một cái tim là Tây nó đốt nhà tôi rồi. Nhiều người đã thấy rằng đây là một chi tiết vô cùng buồn cười. Tốt nhà mà lại đi khoe. Thế nhưng việc mà Tây đốt nhà ấy là minh chứng cho việc ông không theo giặc, làng ông không theo giặc, tự hào lắm chứ. Người đọc như được sẻ chia niềm vui sướng cho ông trong giây phút này. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cuối cùng thì tình yêu làng và yêu nước không mang tính chất đối lập nhau mà vẫn gắn kết với nhau. Yêu làng gắn với yêu nước, thống nhất trong một tình yêu và tinh thần kháng chiến bất diệt. Chúng ta thấy, gấp lại trang sách ấy, chúng ta bồi hồi xúc động về tình yêu làng của nhân vật ông hai, về nghệ thuật kể chuyện tạo tình huống hấp dẫn hồi hộp của nhà văn Kim Lân. Những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật ông hai như cần cù lao động, chất phác, yêu quê hương đất nước, tiêu biểu cho bản chất cao quý trong sáng của người dân cày Việt Nam. Chính họ đã đổ mồ hôi, làm nên những bát cơm đầy dẻo, thơm nuôi sống mọi người. Chính họ đã đem xương máu đánh giặc giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Bài học sâu sắc nhất với chúng ta qua chuyện ngắn này chính là tình yêu quê hương đất nước, là lòng tự hào và biết ơn người dân cày Việt Nam. Tới đây bài học của chúng ta kết thúc. Chúc các em sẽ có được những bài học thú vị. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe.